Người thứ ba, cái người đó là lớn hơn chồng mình 9 tuổi và lớn hơn mình 11 tuổi, mới phát hiện ra cái điện thoại. Mình mới mở ra thì đó là toàn là những tin nhắn. Tin nhắn tình dục cũng có, tin nhắn giường chiếu cũng có. Cầm cái điện thoại xong rồi đứng chết chân luôn. Còn bây giờ nó chưa biết gì về mẹ nó phải không? Tao cho nó biết. Xong rồi cái mình mới mua cái sim rác. Mình có số điện thoại bé đó, mình nhắn hết những cái tin mùi mẫn của tụi nó qua hết. Bây giờ con mày nó cũng lớn rồi đó. Vợ con nhỏ kia nó cũng lớn rồi. Mày muốn không? Tao sẽ dắt hai đứa nó vô khách sạn. Nhìn thấy tụi bay đang lên giường với nhau. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Người Thứ Ba. Chúng ta rất đúng hẹn cùng với nhau 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Cùng ngồi xuống để lắng nghe những câu chuyện mà ai cũng biết trước, toàn là chuyện buồn không có chuyện vui. Những câu chuyện buồn lại cùng gần giống với nhau ở một cái diễn biến là những nỗi đau đến từ người thứ ba trong một cuộc hôn nhân và phá vỡ cuộc hôn nhân đó. Một người trong một cuộc hôn nhân ổn định lại đi tìm đến với người thứ ba, hoặc một người đường đường chính chính không đi, lại đi một cái con đường mà trở thành một cái nhân vật đầy định kiến, đó là người thứ ba trong một cái mối quan hệ của người khác. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái câu chuyện của tuần này. Em chào chị. Dạ chào tôi nghe. Năm nay mình 40 tuổi, mình sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cái người thứ ba nó có cái mối quan hệ với chồng mình. Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ phải quay trở lại điểm đầu của câu chuyện là giờ muốn có người thứ ba xuất hiện thì cũng phải có cái cuộc hôn nhân của mình đã. Thế thì anh với chị đã kết hôn trong cái hoàn cảnh như thế nào? Bạn mình có quen với một người bạn trai, thì người bạn trai đó lại là bạn của chồng mình, thì có giới thiệu cho mình. Thì mình lúc đó mình chủ mình cũng thương mình nữa nên cho mình mượn một số tiền khoảng mười mấy triệu gì đó, 15 triệu để mình có thể mình làm một cái tiệc kết hôn, với một cái tiệc nhỏ thôi. Nhưng mà gia đình mình thì không biết. Có ông anh ở ngoài Bắc, ông vô mới nói là nếu mà muốn buôn bán trái cây thì ông để cho mượn một số tiền để có thể thuê một cái sạp nhỏ để mình bán, thì chồng mình mới ra bán. Thì mình cũng đi phụ bán cho đến năm 2009. Tại vì khi mà 2012 thì mình mang bầu là tháng 7 mình sanh. Thì gần sanh thì mình không có ra bán nữa. Thì mình thấy từ từ sao mà mình thấy cái thái độ của chồng mình thì nó thay đổi, nó lạ lắm. Mà mình thì không có chia sẻ được, tại vì mình không có ra chợ nữa, mà mình không biết là buôn bán làm sao. Cái giai đoạn là mình tháng 7 thì mình sẽ sinh có con bé thứ hai. Sinh bé thứ hai ra được 5 ngày thì nó lại bị sốt. Tới 10 ngày sau thì mình bị áp xe vú. Nhưng mà khi mà muốn gây tái về thai, mình nằm bất động luôn, tại đau quá. Cái chồng mình thì đi bán ban đêm, tối đó ông thức dậy, ông thấy vậy cái ông bỏ ông đi luôn nữa. Thì lúc đó mình mới biết nước mắt mình nó trào ra. Tại vì mình không nghĩ là tại sao mình bị như vậy mà cũng không quan tâm. Thì bắt đầu từ đó là mình biết nó đã theo một cái chiều hướng nó khác rồi. Vì sao mình lại nghĩ cái hành động mà ảnh nhìn mình ảnh đi nó lại là cái sự thay lòng của ảnh mà không vì cái sự bận rộn hoặc là vì ảnh có công việc đột xuất? Mình bán mình biết cái giờ giấc chứ 7-8 giờ sáng là nó xong rồi. Nhưng mà nhiều khi ế đi, hàng ế đi, mình ở tới 10 giờ, 11 giờ vẫn ok. Nhưng mà không có ai đi tới chiều hết. Thế khi mà ảnh đi và ảnh không về với cái giờ giấc nó lung tung như vậy thì ảnh có lý giải là ảnh đi đâu không? Hay là ảnh cũng im lặng rồi mình cũng im lặng luôn chị? Thế là ổng nói là ổng đi làm thêm ở sân bay. Mình biết là cái cửa của chồng mình vô cái sân bay không có. Mình biết cái trình độ luôn. Cho nên mình không hỏi, ủa hỏi thêm để làm gì? Người ta đã không muốn nói rồi. Thì mình hỏi để làm gì? Vậy thì cho đến thời điểm nào và đến cái sự việc gì mà chị thấy rằng là mình phải ra tay rồi, hay là đã có một người thứ ba họ xuất hiện rồi? Mình về mình thấy cứ giấu cái điện thoại dưới gối á. À. Với lại buổi chiều con đi học thêm thì tranh thủ đi để đi sớm. Bình thường chợ ban đêm thì họ bắt đầu từ 7-8 giờ, 9 giờ tối tùy cái nguồn hàng. Nhưng mà bình thường cái giữa của mình biết là khoảng 8-9 giờ tối. Cũng không biết là có người thứ ba hay không, nhưng đó là thời điểm mà mình biết rằng là chồng mình đã có sự thay đổi bất thường trong lịch trình sinh hoạt rồi. Nhưng tại sao mình lại không có lên tiếng để mình truy vấn cái điều đó vậy chị? Mình sĩ diện, mình tự ái, tự cao. Lúc nào mình cũng cho gia đình mình là hạnh phúc hết trơn. Nhưng mà thật sự bên đó, trong đó đầy rác. Nhưng mà mình cứ cố gắng. Mình nghĩ thôi kệ đi, mình ráng. Nhưng mà đến hồi lúc nào đó mình ráng hết nổi rồi. Cái nguồn cơ là chồng mình mới đi qua bên cái đối diện của cái người đó.
cái người đó là lớn hơn chồng mình 9 tuổi và lớn hơn mình 11 tuổi. Nói chung là sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất chịu. Cái giác quan của mình nó rất là hay, mình không biết là ở đâu ra. Mình nghĩ là có, những cái miệng mình là nó thôi, mình nghĩ bậy. Mình nhìn ra vấn đề liền, xong rồi khi mà nằm trên võng thì mình thấy chồng mình nhắn tin, mình hỏi nhắn cái gì, anh nhắn cho mấy tụi bà làm sân bay đó mà này nọ. Nhưng mà khi mình nhìn qua kia mình thấy người phụ nữ đó cũng nhắn tin. Cái mình cũng về, mình cũng buồn mà mình không biết là mình bên bắt đầu từ đâu nữa. Nó không biết phải nói như tại vì mình không có bắt được cái gì, mình không có đi ra ngoài được và cũng càng không thổ lộ được với ai thì cái vết thương nó sẽ càng đau. Thử lòng mình thì mình biết chồng mình cũng không có còn tha thiết vợ con nữa. Tại sao cái cuộc hôn nhân mình nó lại càng ngày nó càng đi xa như vậy? Mình không hiểu được nữa. Rồi cái mình mới phát hiện ra cái điện thoại. Thì cái hồi đó là xài cái iPhone 4S. Đâu có biết mật khẩu đâu. Vô tình con mình nó hay lấy nó chơi, bữa đó đang đút con ăn. Thì mới tự nhiên sao tự nhiên cái mình lại suy nghĩ ra được bốn cái số đuôi, cái mật khẩu của cái điện thoại. Mình mới mở ra thì đó là toàn là những tin nhắn. Tin nhắn tình dục cũng có, tin nhắn giường chiếu cũng có, cầm cái điện thoại xong rồi đứng chết chân luôn. Mình lại nhắn với cái người bên kia. Nhắn với người bên kia, cái đầu mình xuống đất đó, thì mình cũng không nghĩ là chồng mình lại tới mức mức độ đó. Trời ơi, sao mà bậy bạ, mà ghê gớm, mà ghê tởm đến mức độ đó. Sau khi đọc hết, rất chấn động như vậy, mình quyết định làm gì? Quyết định mình mới gọi ổng dậy, mình hỏi. Ổng mới thú nhận là ổng có quen người thứ ba. Là mình biết cái người đó bán đối diện mình rồi. Nhưng mà ổng mới nói là bây giờ ổng là cái người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chứ người đó không có lỗi. Chẳng thà ổng thú nhận thì ổng đừng có nói gì hết. Tự nhiên ổng nói ổng phải là người chịu trách nhiệm. Tự nhiên mình cảm thấy là anh đang bảo vệ người ta đúng không? Vậy là mình, vậy là mẹ con mình ai chịu trách nhiệm? Cái vấn đề thứ hai nó ok, anh này chơi đẹp, người chồng đó rất là được. Nhưng mà thật sự ra méo được với mình. Thực ra trên thế gian này có đàn ông tốt không? Có. Có điều là anh chỉ tốt với người anh muốn tốt thôi. Thế điều là sau đó thì sao? Mình gọi điện thẳng cho người đó luôn. Gọi luôn? Gọi luôn. Thì người đó hình như biết mình luôn hay sao á. Bây giờ Út muốn giải quyết làm sao thì người đó mới nói là mình nói cho bạn nghe, mình khuyên bạn nên khuyên chồng bạn quay về đi. Mình biết chồng bạn rất là có cảm tình với mình. Mình nói rồi, xong rồi. Người ta đang cầm cái cán mà mình đang cầm cái lưỡi. Mình không biết khứa ở đâu. Mình đau ơi là đau luôn. Mình không biết mình khóc bao nhiêu lâu, bao nhiêu ngày nữa. Thế là mình phải đi ra tiệm tóc để mình cạo đầu. Trong lúc chưa biết làm gì đi cạo cái đầu cho nó thông thoáng vậy. Chứ không phải, tại vì mình sợ mình sẽ nghĩ quẩn là mình sẽ treo cổ. Cho nên mình phải đi cạo để mình tâm mình tịnh lại thì mình mới chiến đấu được. Tức là thực ra là chị xuống tóc để bước sang một trang mới. Đúng rồi, mình xuống tóc, cạo xong rồi trả tiền đi về ngồi ở đó. Ngồi thù lù như con ma vậy. Chồng thì hỏi, ui sao em làm gì ghê vậy. Nói giờ chán không biết làm gì hết chứ. Mình mới quyết định mình đi niền răng. Mình làm như vậy để mình vượt qua cái đau đớn đó. Tức là mình tìm đến những cái nỗi đau thân xác để mình quên đi cái nỗi đau trong tâm hồn vậy đó. Nhưng mà không biết sao quỷ xu đất khiến gì hay là gây lộn với cái người đó. Mình không biết về cái đập đồ. Lúc đó mình cũng là con người khác luôn. Mình cũng chửi bất dạy luôn. Mình nói bây giờ mày sao? Mày đập đồ phải không? Bây giờ mày xúc phạm tao phải không? Bây giờ mày muốn gì? Tại không cái ổng đòi đập tivi, cái mình tức quá, mình mới cầm dao mình nói ê mày đập đi rồi tao chơi tới với mày luôn đó. Ổng phải ổng bỏ chạy. Lúc đó ổng xỉn rồi, ổng đâu còn cảm giác, rồi lấy giấy ra đòi đơn xin ly hôn rồi tùm lum. Ok ly hôn, ly hôn. Đầu đó mình mới dùng lên, mình mới đánh động ngoài chợ là mình muốn biết nhà cái người đó. Thì mình tự nhiên có số điện thoại gọi lại cho mình. Nhà của con nhỏ đó nó ở cái ngã ba Lộ Cái nữa. Nhưng mà mình đánh động ngoài chợ bằng cách nào chị? Bán thì mình mới quen được cái con bé đó. Nó cũng, chồng nó cũng bằng tuổi chồng mình. Nhưng mà hai đứa nó lại ly dị rồi. Mình mới nói thôi bé ơi em có thể giúp chị không? Em giúp chị được cái nhà này đi. Cái mới đi chị mới đứng tới đúng luôn. Nhìn đúng cái nhà đó luôn, đi vô. Ở nhà thì mình thấy có chồng với hai đứa con. Tại vì mình có nghe mấp mé là có chồng với hai đứa con. Một đứa hai mấy tuổi và một đứa mười mấy tuổi. Mình mới alo cho cái người gán gần chợ. Ê bà coi con nhỏ nó ra chợ chưa? Nó ra rồi. Rồi cảm ơn bà. Rồi bắt đầu mình mới vô nhà. Mình muốn vô nhà là mình tìm hiểu là cái động lực gì để quen với chồng mình, rồi gia đình như thế nào. Thì mình cũng có nghe mấp mé là chồng cũng cá độ, rồi cũng có quan hệ bên ngoài. Thì mình nghĩ không lẽ ông ăn trả lại bạn em.
thì mình mới đi vô, thì mình mới gặp người đàn ông đó. Thì mấy đứa con nó sợ quá, có hai đứa con gái. Thì mình đi vô thì mình nói, ừ anh ơi, chồng em thì cũng đã nói là chịu trách nhiệm trong cái cuộc quen của hai người. Thì em nói chồng em chịu trách nhiệm thì ok, nhưng mà vợ anh cũng phải có một phần lỗi ở trong đó, chứ không phải là mình chồng em, tại vì chồng em không có làm nên câu chuyện được. Thì em bây giờ em muốn anh đó, là anh khuyên vợ anh quay về, còn em thì em sẽ khuyên chồng em quay về, thì để cho hai người một cơ hội. Chứ bây giờ con cái nó lớn hết rồi, mình không thể nào mà đánh ghen hay đánh gì hết trơn á. Mình chỉ muốn, em chỉ muốn anh giải quyết êm đẹp giùm em. Thôi bây giờ em cho anh xin số điện thoại đi. Ủa anh xin số điện thoại em làm cái gì? Để em với anh phối hợp để hả, có thể là đi theo này nọ. Ủa đi theo chi? Đi rình chi? Đi rình ta ăn hả? Đi rình ta vô khách sạn hả? Rồi mình làm gì người ta? Rồi mình đứng đó mình rung hả? Mình thấy gớm hay là mình làm gì? Mà không có cho số điện thoại vậy, tôi chỉ nói cho anh biết vậy thôi, tôi cạo đầu luôn rồi đó. Thì bây giờ anh cứ nhìn đi, rồi anh giờ anh cứ đi theo dõi, giờ anh với mắt mới thì tôi phải đi theo dõi, giờ anh làm gì, tôi đâu có rảnh. Cái con nhỏ đi chung nó, em nói thiệt không chịu má, em nói chửi chửi thề luôn á chị. Nó má gặp thứ đàn ông gì vậy hả, gặp hả, lấy cây đập đầu chết mẹ chứ gọi. Nó nói vậy, mình nó thôi kệ đi, bây giờ mình cứ quan trọng là mình biết nó như thế nào thôi. Cái mình mới đó, mình mới đi về, mình thấy không xong rồi, mình mới đi về. Khi mình đi tới đầu ngõ thì mình thấy bạn mình chở anh chồng mình, cái mình mới đi vô nhà. Cái mới vô, bước vô nói, giờ mày sao? Mày mới về đây mày quen giang hồ hả? Mày tới nhà người ta làm cái gì? Cái tao, ê, tao nói cho mày nghe nha. Là ngay lập tức luôn đó, là chắc là gọi điện rồi bên kia mới báo qua. Là xong, khi mà nói vậy thì nghe biết cái đầu dây bên kia gọi điện. Gọi là gọi điện là động tĩnh là mình tới nhà rồi đó, chồng mình bay về liền. Cái mình mới nói, tại sao mày biết tao quen giang hồ? Tao nói thiệt mày, tao mà quen giang hồ á, tới nhà người ta tao đâu có ra mặt làm gì cho công an cầm đầu tao. Cái bắt đầu cụ điện thoại gọi tới, nói là có người. Ủa tại sao mấy người hồi nãy mấy người nói mấy người mà bây giờ mấy người nói có người là đang nói chuyện với cái người thứ ba đó. Cái mình mới chửi mày, bây giờ á nếu mà mày nói chuyện với người đó mày nghe lời nó thì mày đừng bao giờ nghe lời tao, còn nếu mày nghe lời nó thì mày cứ đi. Cái nói thôi bây giờ mày ly dị đi. Mình nói ok, ly dị thì ly dị, mà nói không có làm. Qua sáng mai mình mới đi lên phường mình hỏi cái thủ tục ly dị thì người ta nói phải ra tòa án. Mình mới gọi điện cho nhỏ đó, mình kêu bây giờ á, kêu cái người đó về giải quyết vấn đề. Thì hả, chồng mình nó về nó cự với mình, không biết người đó nói cái gì nữa, về cự tại sao mày gọi điện cho người ta. Nó, ủa tao gọi điện cho người ta để kêu mày về chứ tao phải tao gọi điện tao chửi người ta đâu, mà tại sao mày cũng phải nghe lời nó làm chi. Tao có sao tao nói vậy tao đâu không có sợ, tại sao tao gọi cho mày không được. Chứ tao gọi cho mày được thì tao không có nói. Thì cái lúc mà mình với chồng mình cứ đối thoại kịch liệt như vậy và quyết định là ly hôn thì vẫn không ly hôn được. Tại vì chồng mình không có muốn ly hôn. Nếu mà chồng mình đồng ý ly hôn thì ok, mình sẽ ly hôn, tại vì cái người đó mình không cần nữa. Khi khổ thì mình có thể cùng chồng mình làm được hết, mình khổ cực thì cỡ nào mình cũng chịu. Nhưng mà khi được có được ít tiền thì đàn ông thay đổi, thì mình cũng không có muốn níu giữ cái người đàn ông để làm gì. Thế lý do mà anh không muốn ly hôn là gì, khi anh đang có một mối quan hệ mới rồi? Nói chung là chỉ muốn thêm thôi. Mình lại thấy một cái tin nhắn, tại vì trước khi đó người đó nói với mình là khuyên chồng mình quay về. Nhưng mà khi mình tới á, thì người đó lại nhắn tin cho chồng mình cái tin nhắn như vậy: anh thật sự mất em rồi, nhưng bình tĩnh giải quyết, đừng đem về căn nhà này ảnh hưởng tới chăm đó. Nó chưa biết gì về mẹ nó. Cái mình mới nói, ủa tại sao người ta biết quan tâm con người ta mà sao mà mẹ biết quan tâm con mà sao mày ngu quá vậy? Còn bây giờ nó chưa biết gì về mẹ nó phải không? Tao cho nó biết. Tại vì con nó 20 mấy tuổi rồi, con tao còn nhỏ nha mày. Xong rồi cái mình mới mua cái sim rác. Mình có số điện thoại bé đó, mình nhắn hết những cái tin mùi mẫn của tụi nó qua hết. Cái thế là mình nói rồi được rồi, tao sẽ chiến đấu banh đảo tụi bay. Đó xong rồi cái mới nhắn cho con gái, thì con gái nó mới đưa cho mẹ nghe, mẹ coi. Bà này mới đưa cho ông này coi, ông này mới nói không, vợ nó thải con số mà, nó không có ngáy đâu. Thì hai đứa nó mới lục đục, thì mình cố tình mình làm cho hai đứa nó lục đục thì nó mới lòi cái đuôi. Bản thân á, thì nói là khuyên mình chồng mình quay về, nhưng mà tại sao lại nhắn cái câu tin nhắn đó? Nó muốn chồng mình về gây lộn với mình, hoặc là đánh mình hay là một cái gì đó. Tại sao mâu thuẫn vậy? Mình nghĩ khi mà mình đã không muốn lên giường với người đàn ông thì không bao giờ người ta cho mình lên giường nữa. Mình đã có động thái mình đó như vậy, mình nói với chồng mình, nó có thể lên giường với mày được thì nó cũng lên giường với người khác được.
Nhưng mà tại vì mày ở trong cuộc á, mày mờ mắt, mày không thấy cái tao, không ai qua được tao. Rồi bây giờ á, mới phát hiện ra một cái nữa là cái người đó bị giống như phụ nữ mình mà tới ngày rụng dâu thì nó sẽ rong kinh hoặc là bị ói. Thì hai người này hí hẩn, mình thấy cái tin nhắn hí hẩn lắm là để cho anh thằng cu rồi em có sao không, em ói hay là có dấu hiệu. Cái mình mới nói ê nó nghe nè, nó đẻ cho mày hả? Tụi bay chỉ có đẻ ra quái vật với quái thai thôi, chứ không có, không ông trời nào mà xe riêng mà mày nghĩ thôi. Nó lớn hơn mày 9 tuổi thì nó đẻ cho mày cái gì, cái lỗ nào để nó đẻ cho mày, trong khi đó con nó mười mấy tuổi với hai mấy tuổi mắc mới gì nó đẻ cho mày. Cảm tản thân tao, tao cũng không đẻ nữa. Bây giờ mà có đẻ đứa nó, tao cũng không đẻ. Đẻ ra vàng, ra kim cương hột xoàn, tao cũng không đẻ. Nhưng là trong những lần nói chuyện như vậy thì nó đều rất là gay gắt như vậy. Ổng cũng sẽ bực bội lại với mình. Đúng thì rồi. Mình thì cũng sẽ mày tao với ổng. Nói chung là mình bà là một con người khác rồi. Bữa đó là mình tục tiểu luôn. Tại vì á, tự nhiên khi mà mình những cái tin nhắn giường chiếu á, quý vị nghĩ đi, nó không có đơn giản đâu. Nó rất là thô tục. Rồi hồi đó giờ mình không nghĩ là chồng mình nó lại có những cái suy nghĩ ấu chỉ như vậy. Mình đã nói rồi, một khi mà mình đã đập vô mặt vô đó rồi thì mình làm ăn sẽ không bao giờ ngóc đầu lên. Mình không phải là mình tin dị đoan, nhưng mình phải biết cái cách sống như thế nào. Tại vì những cái đó nó làm cho con người mình nó lu mờ lý trí lắm. Xong rồi mình mới kêu mẹ ổng lên để mình quyết định ly dị. Khi mà mẹ chồng mình lên thì mình lại càng suy nghĩ khác đi nữa. Mẹ chồng lên, chồng mình mới nói là bây giờ tao không về nhà nữa thì mày cũng đừng có đi ra chợ. Cái nhà này tao giao cho mày. Cái mình mới nói như vậy nè, mày nên nhớ nha, tao sẽ không bao giờ bước chân ra chợ với điều kiện mày đừng bao giờ bước chân về nhà này, và mày không có cái quyền gì mày phải bàn giao cái nhà này cho tao. Bản thân cái nhà này là má tao cho tao, nhưng tao nghĩ hồi đó tao nghĩ tình nghĩa là chính, cho nên tao mới trẻ cho mày đứng tên. Còn nếu mà mày đã buông ra cái lời nói đó thì từ đây trở đi tao tình nghĩa là chính, nhưng mà đối với tao tiền bạc tới 10. Hồi đó tiền bạc tao chỉ là con số 0 thôi, nhưng mà tiền bạc bây giờ tao sẽ là 10. Có mẹ chồng mình luôn. Ở ngày mình nói vậy cái ông nói thôi à, tao hả, tao người suy nghĩ lại rồi, tao mà không về nhà cái mày rước người khác về. Đúng rồi, mày đi làm bậy, cho nên mày bây giờ mày cũng sẽ nói bậy. Tại vì mày nghĩ ai cũng giống như mày hết. Tao không thể nào mà tao là ông ăn chả bà ăn nem thì con tao nó sẽ lại cái suy nghĩ cái hướng khác, thì con mày lúc đó nó sẽ cảm hư theo thôi. Đó, mình nói chung là có mẹ chồng luôn. Cái mẹ chồng mới nói thôi con ơi, làm gì làm nó cũng quay về. Cái mình nghĩ trong bụng chắc nó còn cái mạng không đem về cho mình, hoặc là cái nó mang mầm bệnh về cho mình. Mình mới nói ê, mày ra ngoài đường mà chơi nó thì mày đừng về chơi tao. Mày chơi tao là tao cắt mày luôn. Đó, mình nói tới mức độ đó luôn. Mình làm gì ghê, tao lại vậy. Mặc dù tao biết nó rất là sạch sẽ, không bao giờ ăn đồ ngoài chợ. Chồng mình cũng nói nó ăn khô không mà, nó ăn đồ khô không mà. Cái mình nói nó ăn nó cũng sạch sẽ quá, mà sao nó chơi dơ quá vậy. Nói nghĩa là từ ngày chị xuống tóc là không phải để chị tu, mà là chị xuống tóc để chị chiến đấu cho nó gọn gàng. Đó, xong rồi cái người ta cũng nói chỉ mình vậy nè, bây giờ mình lấy cái quần lót dơ mà đập đầu nó đi cho nó quay về. Tại vì mình không biết á, là mình khi mà mình muốn níu kéo cuộc hôn nhân này á thì mình phải tìm ra cái thứ nhất, nếu ông chồng mình nó chịu bỏ mình thì là mình không còn cái gì để níu kéo. Cái thứ hai là không biết chồng mình nó có bị nhỏ kia nó bỏ bùa hay là cái gì không. Tại vì mình nghĩ chơi hệ tâm linh đó, mình nói không biết là có bị vậy không. Nếu mà mình kéo ra được, mình sẽ dùng mọi cách, có thể tục tiểu, mình có thể mất dạy, mình đối với người đó luôn. Tại vì người đó quá ghê tởm với mình thì mình phải dùng cái thủ thuật đó. Thì mình nghĩ là từ từ thấy cũng sáng mắt ra hay sao á. Nhưng mà có làm cái chiêu đó không? Cũng có làm, nhưng mà mình nói ủa làm gì dơ quá à. Mình làm xong mình thấy ổng xỉn á, cái ổng về cái mình thấy dơ quá. Cái mình nói, tự nhiên mình thấy mình hèn nữa đúng không? Sao mình dơ vậy, nó cũng dễ dễ chứ mắc mới gì phải làm vậy. Cái mình cũng cười thôi, mình nghĩ là thôi chắc cái đó không có. Với lại cái người ta kêu mình là cắt cái tóc hay là miếng hình hay là cái gì móng tay gì đó đi gửi đi để bỏ giải bùa. Cái mình nói thôi sao làm vậy, thấy mệt quá, muốn dễ về. Mình cũng đã cố gắng hết trơn rồi. Tại vì mình thời điểm đó mình mới nói như vậy nè, mình níu kéo không phải để cho con mình, mà mình níu kéo á, mình chỉ sợ là cái người đó họ biết mình hai vợ chồng mình ly dị thì họ cũng sẽ bỏ ông này. Mà cái cuộc hôn nhân của mình đã gần 10 năm rồi và 4 năm quen biết, thì bây giờ nghĩ đi,
mình phải làm như thế nào. Không thể mình để cho người chồng của mình nó lại đi vào cái đường nó không có còn cái đường ra nữa. Chẳng thà mình không có con thì mình có thể được như giờ hai đứa con rồi. Mình mới nói với chồng mình như vậy nè: bây giờ mày không bỏ, bây giờ con mày nó cũng lớn rồi đó, tầm nó khoảng 10 tuổi, và con nhỏ kia nó cũng lớn rồi, mày muốn không? Tao sẽ dắt hai đứa nó vô khách sạn, nhìn thấy tụi bay đang lên giường với nhau, để cho tụi bay biết. Rồi nó không có còn trách tao tại sao không muốn níu kéo mày. Xong mình cũng có chửi luôn, mình nói mày biết sao không? Con gái nhờ đức cha, mà mày như vậy rồi mấy mốt con mày gặp cái thằng rể y như mày rồi tao cho mày xử. Mày nghĩ đi, mày nghĩ những cái gì mày làm đi, mày không có nghĩ cái hậu quả tao đây nè. Tao đã chừng chứng kiến rồi, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Tao không có muốn tao lại phải đi vào cái dòng luẩn quẩn, là tao muốn tao chấm dứt ở đây, để cho không có còn con anh, con em, con chúng ta không biết là dứt được lúc nào. Có nghĩa là một mặt thì ông không chịu ly hôn, mặt khác thì mình cứ có cơ hội là mình sẽ mắng nhiếc, mình sẽ chì chiết, mình sẽ sỉ vả. Xong rồi ổng mới đi gặp chồng của người đó, ổng mới về ổng kể cho mình nghe, nói tôi quen được vợ anh thì tôi sẽ dứt được. Trước khi đó thì tự nhiên ổng nói với mình câu này nè. Ổng mới nói là tự nhiên cái bỏ con quỷ cái này, cái đầu nó nhẹ. Cái đầu nó nhẹ hẳn luôn. Tự nhiên sao trong lòng mình nó không còn nghĩ một cái gì hết, bắt đầu tự nhiên con người mình nó cảm thấy nó nhẹ nhàng hẳn luôn, mình nó không có còn một cái gánh nặng ở trên vai nữa. Mình nói ủa tại sao con nói này mà mình lại làm cho mình như vậy, mình cũng chưa suy nghĩ ra, mình mới hồi tưởng lại, mình nói ủa tại sao nói con nói mà trước bây hồi đó bây giờ ổng không bao giờ nói con nhỏ đó là một tiếng mày tiếng tao, hoặc là chỉ người đó bây giờ ổng phải kêu là con quỷ. Mình nói ủa không lẽ giờ ổng biết được cái bộ mặt rồi hay sao, thì thôi mình cũng không nói tiếng gì hết. Bẵng đi thời gian thì cái người anh của người đó mới gọi cho chồng mình nói là em của tôi quen với anh là cũng là bây giờ vậy anh phải có trách nhiệm với em của tôi. Cái không biết làm sao mà mình nghe được hay là chồng mình đưa cho mình gì mình không nhớ nữa, cái mình mới nói ủa anh, tôi nói cho anh nghe nè, em anh đâu phải gái 18 còn chinh chắn đâu, có bầu không, đem về đây tôi nuôi cho. Nếu mà đúng thật thì là con tôi là tôi sẽ nuôi, con chồng tôi đem về đây tôi nuôi cho. Nhưng mà con anh nên nhớ đi, em anh lớn hơn chồng tôi 9 tuổi và lãng thân lớn hơn tôi tới 11 tuổi lần, anh nghĩ ai dụ ai. Cái ông ấy nói không cần biết bây giờ hả, phải có trách nhiệm này nọ. Cái mình mệt mình nói thôi nè, tự giải quyết đi, bây giờ tôi cũng mệt quá. Xong rồi ông nói tôi quen với em anh đó, tôi cũng thiệt thòi chứ bộ, tôi đâu có phải là tôi không thiệt thòi đâu. Kiểu cuộc cốc đối chuyện nó như thế nào cho mình cũng nói, thì ông mới chồng mới nói với cái người đó là tôi đã nói với chồng đó rồi, tôi quen được thì tôi sẽ dứt được. Nhưng mà đàn ông họ hay một cái như vậy là họ nói thì họ sẽ làm, họ dứt được. Nhưng cái người phụ nữ không bao giờ dứt được, họ cứ mang ở trong cái mình đó một tâm trí lúc nào có thể họ đưa ra, họ mắng nhiếc lúc nào không hay á, nên mình cũng sợ. Cho nên từ đó cái mình bắt đầu mình lại thay đổi theo cái chiều hướng khác, mình nói thôi bây giờ mình phải thay đổi thôi, mình phải làm một con người khác thôi, mình phải nhẹ nhàng mềm mỏng một chút. Mình phải thay đổi. Bây giờ chồng mình có thể thay đổi, tại sao chồng mình nói những cái lời ngọt ngào với cái người thứ ba được mà chưa bao giờ mình biết là chồng mình nói với mình. Thì mình phải nghiệm ra như vậy nè, cái sai của mình là mình lấn lướt chồng mình nhiều quá. Mình phải biết chăm lo cái bản thân của mình nhiều hơn. Mình có thể mình lấy cái đồng tiền đó mình xoay sở những cái mình thích, mình phải sống cho chính mình. Là mình cái phiên bản rồi, dịu dàng tươi tắn bây giờ là cái phiên bản 3.0 rồi nè, đúng không? Đúng. Tại vì có một cái phiên bản 2.0 là đợt cạo đầu rồi nộ khí đó. Rồi sau cái điều đó là cái mình thấy mình phải thay đổi. Mình phải thay đổi, mình thôi. Mình phải suy nghĩ, mình phải lấy lại được những gì. Điều đó có nghĩa là hiện giờ hai vợ chồng chị vẫn còn đang bình thường với nhau. Đúng rồi, gia đình mình đang bình thường. Mình vâng, nói chung là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Thì mình nghĩ cái câu đó nên mình thôi kệ, mình có thể cho sửa đổi. Chứ bây giờ nói chung vợ chồng á, thì nó phải có sóng gió. Ăn thua là mình có vượt qua sóng gió không. Vậy thì á, là người ta sẽ hỏi chị như vậy. Người ta sẽ hỏi là chị căn cứ vô cái gì mà chị nghĩ rằng ảnh là người chạy lại, chị quyết định cho ảnh cơ hội. Thì mình trả lời người ta làm sao? Thì mình nhìn cái cách thay đổi. Chồng mình nói với mình là anh sai rồi, anh xin lỗi anh sai quá, sai cuộc đời này của anh á, coi như là không còn gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ anh chỉ muốn bù đắp cho ba mẹ con em thôi. Chứ anh biết anh sai, sai trầm trọng lắm. Ông nói cuộc đời này ông như là ông bỏ rồi đó. Ông hư quá rồi.
Nên thôi mình nói thôi bây giờ để cho ông thay đổi, nhưng mà khi cái thay đổi thì nó cũng phải trả giá. Mình dính vào cái đó thì mình sẽ không có buôn bán làm ăn được. Thật sự con mình nó nhìn nhận, nó nhìn nhận, nó nói, chứ mình cũng không bắt con mình phải nói nó ừ mẹ ơi bây giờ con thấy ba thay đổi rồi đó. Thôi mẹ cho ba cơ hội đi. Chứ hồi đó nếu mà con nghĩ như vậy nè mẹ, nếu mà mẹ ly dị con còn nghĩ trong đầu chắc con sẽ đi theo mẹ. Nhưng mà con không biết cái lứa tuổi nào là phải quyết định, nhưng mà con lúc đó là cái lứa tuổi con là 10 tuổi là con đã quyết định theo mẹ được rồi đó. Nó cũng có coi, nó cũng có tìm hiểu. Thế là con đã chuẩn bị cái tâm thế cho một cái sự tan rã rồi. Thấy rằng cái sự theo đuổi của mình nó hợp lý là cái gì ở thời điểm này? Hợp lý là mình biết làm cho chồng mình quay đầu bằng mọi giá. Bất chấp luôn, có thể mình mất dạy cũng được nữa. Nhưng mà mình phải đối xử ngay đúng thời điểm. Chồng mình là con người nó khác, con người nó thô tục, thô bỉ hay là gì đó, mình phải đối xử theo cái chiều hướng đó. Còn nếu mà một cái sự cư xử văn minh thì nó sẽ lại khác. Tức là tùy nết người mà mình tùy đối đãi. Tùy cái nết người để mình đối đãi. Và mình phải coi cái người thứ ba đó thuộc cái tiếp nào. Có thể người chồng họ biết vợ họ ngoại tình, nhưng mà họ thả ra như vậy để cho cái người đó đem tiền về. Có vấn đề nhiều, có vấn đề lắm. Cho nên mình phải sáng suốt. Tại vì cái vấn đề là trọng tâm bây giờ thôi. Chồng mình nó cũng biết đường để nó quay về. Thì ok, mình sẽ cho quay về. Còn nếu mà không, nếu mà ly hôn thì nó sẽ không có những cái vấn đề xảy ra. Mình cũng muốn là phụ nữ mình phải xem xét lại cái vấn đề. Và mình phải biết mình đúng, mình sai chỗ nào để mình sửa. Chứ không phải là mình cố chấp. Mình cố chấp ở đây là mình thua. Tức là sửa là phải sửa tất cả mọi người có liên quan trong cuộc hôn nhân đó. Đúng. Chứ không thể đổ hết cho ông chồng. Cái xứng đáng của cái hành trình này nó không đơn thuần là việc giữ được một gia đình. Mà nó còn là cái việc là mình có được những cái trưởng thành rất là lớn. Vậy thì bây giờ khi mà đi qua một cái chặng rất là dài như vậy, thì cái việc mà mình xuất hiện ở đây, mình kể cái câu chuyện này cho tất cả mọi người, thì cái điều quan trọng nhất mà chị muốn chia sẻ với khán giả của chương trình là gì? Chia sẻ với những cái chị em phụ nữ, mình phải biết chăm sóc cái bản thân mình nhiều. Là phải 70-80%, còn 20-30% để cho cuộc cái hôn nhân mình, để khi mà mình có vấp đó, thì mình cũng đứng lên được. Là mình phải suy nghĩ, mình thấu đáo, mình phải mạnh mẽ lên để mình chiến đấu. Tại vì mình phải soi xét coi cái người thứ ba họ thuộc cái giới nào nữa. Vì tiền, vì tình, hay là chỉ là cuộc thoáng qua thôi, để người ta chứng minh người ta có thể đạp đổ gia đình hạnh phúc lúc nào không hay. Thì mình phải cứng rắn. Cái gì mình cần giữ thì mình giữ, mà cái thứ gì mình không cần giữ thì mình nên buông. Chứ mình đừng có ly thân. Khi mà mình ly thân á, thì chồng mình nó có quyền đi ra ngoài với người khác, thì mình lại ghen. Mình ghen thì chồng mình nó đánh mình. Nhưng mà mình á, mình cũng có một cái phần may mắn á, là mình không bị chồng mình đánh. Nhưng mà mình phải cố gắng để mình cải thiện cái cuộc sống của mình. Động cơ ngoại tình là gì, nó cần được phải làm rất là rõ thì đánh là, gọi là cái giải pháp của mình nó mới chính xác, đúng mình không? Mình phải suy nghĩ thấu đáo nữa để mình chiến đấu. Rồi bây giờ sau khi kể một câu chuyện rất dài, nhiều chất liệu, nhiều vấn đề, thì bây giờ có quyết định bật đèn không? Mình lên chương trình thứ ba này á, là đa phần á, là toàn là ly hôn không à, ly dị không à. Nhưng mà mình á, thấy ra cách đây 10 năm thì chồng mình đã quay về được rồi. Thì muốn lên đây để mình chia sẻ cái câu chuyện thôi. Nên mình không bật đèn. Tại vì mình muốn giữ cho con mình và cái hình ảnh của chồng mình. Em nghĩ cũng đúng. Tại vì ảnh đã đang có một cái sự quay về con đường chính đạo rất là thuận lợi, rất là an ổn. Đôi khi cái việc mà mình bật đèn, nó lại vô tình làm cho những mối quan hệ có liên quan, người ta lại khơi khẩy lại, rồi chuyện cũ nó lại sống dậy. Em sẽ rất là tôn trọng điều này ở chị. Và quý vị khán giả thân mến, một cái câu chuyện mà nó có rất là nhiều chất liệu đan xen, cũng là một cái câu chuyện hiếm gặp trong cái hành trình người thứ ba đã đi từ đầu đến bây giờ. Khi mà chúng ta thấy gần như kết thúc của mọi sự gian dối, kết thúc của mọi sự tổn thương đều là việc dừng lại một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên thì đâu đó trong cuộc sống, chúng ta vẫn hoàn toàn có quyền tin rằng sự bao dung là cần thiết. Nhưng phải bao dung dựa trên những cái chất liệu mà nó chứng thực được về sự quay đầu, là người ta có thay đổi, người ta có chỉnh sửa. Và những người trong cuộc hôn nhân đó đều phải có mong muốn chỉnh sửa.
Và để người ta quay trở về với gia đình thì nó cũng phải là cái câu chuyện cần sự điềm tĩnh, cần sự tính toán, cần sự phân tích vấn đề. Chứ cũng không phải là cứ nhảy đông đỏng lên rồi gào thét vật vã, hoặc là phải đánh đấm tơi bời thì mới là cái cách giải quyết. Tuy nhiên chúng tôi hiểu rằng là mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi cây, mỗi hoa, không có ai giống ai. Nhưng mà nguyên tắc chung thì mình vẫn tin đó là những nguyên tắc đúng. Đó là việc mà bạn phải điềm tĩnh để nhận biết về vấn đề. Bạn phải trả lời được là thực sự bây giờ mình cần cái gì. Và điều quan trọng nhất đó là mình gia tăng cái nội lực của mình. Cái nội lực đó là câu chuyện về kinh tế, đó là sự tự tin, đó là việc mình thay đổi bản thân, đó là việc mình biết cái gì đối với mình là tốt hơn, và mình làm cái điều đó một cách chủ động. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành với chúng tôi rất nhiệt tình, rất cần mẫn 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Còn bây giờ thì chúng ta phải dừng lại vì thời lượng phát sóng đã hết rồi. Mọi người cần phải giữ sức khỏe để cho một tuần mới tiếp tục trôi qua nhiều năng lượng, nhiều thành công. Để tuần sau chúng ta lại gặp lại nhau và sẵn sàng sửa soạn tâm thế, bày biện trà nước để nghe câu chuyện của tuần sau nữa. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi, chúng ta phải tạm biệt nhau thôi. Xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại vào 20 giờ tối thứ ba tuần sau. Một câu chuyện hôn nhân lại vướng phải mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mẹ em rất là ghét vợ. Sao mày quen con Phỏng nó làm cái gì? Cứ cấm cản rồi cứ nói này nói kia. 5 năm nay chưa một lần nào bà hài lòng với em cả. Bà luôn luôn coi mình như một người ngoài hết, chưa bao giờ chấp nhận em. Và sự khổ tâm của người chồng. Em khổ tâm lắm chị. Mẹ nghe lời cô nói là đứa đầu tiên không phải là con. Sao mẹ lại nghĩ vậy ta? Đón xem Mảnh ghép hoàn hảo với câu chuyện của cặp đôi Trường Duy và Lan Anh.